Tôi muốn các đồng chí bầu ra một đồng chí tiểu đội trưởng để có thể đảm đương được trên cương vị tiểu đội trưởng, không phải là chỉ là thử thách trước hoặc trải nghiệm trước, mà đồng chí phải có một cái tinh thần bao quát tất cả các cái nội dung công việc. Nhưng mà có một vài ý kiến các đồng chí đang giải thích ra là nghe các đồng chí muốn đồng chí đồng đội mình trải nghiệm thử thách. Mời đồng chí Việt Ân ạ. Đồng đội đã rất tin tưởng và lựa chọn mình, đồng chí có sẵn sàng không? Tôi xin bầu cho đồng chí Uyển Ân. Tôi muốn bầu cho đồng chí Uyển Ân. Thì đồng chí Uyển Ân. Dạ, đồng chí. Không dạ nhá. Với cương vị là một đồng chí tề cao tinh thần đồng đội, nếu đồng đội đã ủng hộ tôi thì tôi cũng xin đoàn kết cùng với đồng đội. Quyết tâm. Quyết tâm. Đồng chí sẵn sàng trên cương vị tiểu đội trưởng? Sẵn sàng. Nói to hơn. Sẵn sàng. To hơn. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Tôi chưa thấy đồng chí sẵn sàng. Sẵn sàng. To nữa. Sẵn sàng. Sẵn sàng. To hơn. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Tôi chưa thấy đồng chí sẵn sàng. To nữa. To nữa. To nữa. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Rất tốt. Tôi muốn đồng chí thể hiện sự đoàn kết trong toàn bộ tiểu đội của mình. Đồng chí có thể trên cương vị tiểu đội trưởng thống nhất với cả toàn bộ tiểu đội của mình. Một câu có thể hô chúng tôi đoàn kết. Như vậy là bắt đầu từ giờ phút này, đồng chí Uyển Ân sẽ trên cương vị tiểu đội trưởng duy trì toàn bộ các đồng chí ở các cái nội dung và truyền đạt mệnh lệnh của người chỉ huy đến các tiểu đội. Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý với đồng chí Uyển Ân và bất cứ các đồng chí nào khác, hiện tại đồng chí Uyển Ân trên cương vị tiểu đội trưởng, nhưng nếu không thực hiện được nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ không tốt thì sẽ sẵn sàng có những đồng chí khác thay thế, và tất cả các đồng chí khác thì các đồng chí đều phải sẵn sàng trên cương vị tiểu đội trưởng. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Rõ chưa? Rõ. Rõ. Sau đây mời các đồng chí sẽ đồng hành cùng với các đồng chí ở cương vị của mũi đặc công 1 là các đồng chí chiến sĩ cũ. Nhìn bên phải, thẳng. Thôi. Thưa toàn thể các đồng chí, vừa rồi tôi đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Hiện nay tại khu vực sườn Tây Nam, điểm cao 95, xảy ra 2 vụ sập hầm của người dân đang thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị chúng ta có nhiệm vụ nhanh chóng cơ động lên vị trí, giải cứu người bị nạn và phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt nhiệm vụ. Để hoàn thành được nhiệm vụ, sau đây các đồng chí nhanh chóng cơ động vào khu vực lều chỉ huy, lấy toàn bộ vật chất gồm có cuốc, xẻng, búa và một số vật chất khác để phục vụ cho quá trình cứu nạn. Thời gian của các đồng chí 30 giây. Bắt đầu. Các đồng chí chiến sĩ cũ vào để cho các đồng chí chiến sĩ mới lấy. Ui. Ở đâu vậy? Mới là một phút. Đơn vị nhanh chóng lấy vật chất ra tập trung. Chỉ hậu nhanh khẩn trương. Mũi 1 thành 2 hàng dọc. Cơm. Đi trước. Thẳng. Thôi. Hướng sườn Tây Nam điểm cao 95. Thương chạy.
gì đó. Rồi sao? Quan sát. Các đồng chí tập trung. Thưa toàn thể các đồng chí, vừa rồi tôi đã nhận nhiệm vụ của cấp trên và trong quá trình các đồng chí cơ động lên, các đồng chí đã quan sát. Hiện nay tại khu vực phía trước mặt các đồng chí là có hai vị trí sập hầm của người dân đi thực hiện lao động và hoạt động các cái nội dung khác. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là nhanh chóng đưa toàn bộ các vật chất đổ sập ở tại khu vực hầm, cứu nạn nhân ở bên trong. Đối với nội dung, các đồng chí chia thành hai tổ. Tổ 1 từ đồng chí Kim Cương đến đồng chí Tiểu My. Các đồng chí cùng với 4 đồng chí phía sau từ đồng chí Quân đến đồng chí Nhận sẽ thành một tổ. Các đồng chí có nhiệm vụ bỏ toàn bộ các cái vật chất ở khu vực hầm bên phải các đồng chí, để các đồng chí cứu được nạn nhân ra bên ngoài. Lực lượng này do đồng chí Hiếu trực tiếp phụ trách chỉ huy và điều hành. Lực lượng còn lại, cả chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới, các đồng chí có nhiệm vụ hầm ở bên trái, bỏ toàn bộ vật chất dỡ ra và cứu nạn nhân ở bên trong. Thời gian chúng ta chỉ có 10 đến 15 phút. Do vậy các đồng chí phải nhanh chóng, khẩn trương chuyển toàn bộ vật chất và cứu được người bị nạn ở bên trong. Khi các đồng chí phát hiện ra, nhanh chóng báo cáo với người chỉ huy. Các bộ phận các đồng chí rõ chưa? Rõ. Theo sự phân công, đưa về vị trí thực hiện nhiệm vụ. Bắt đầu. Có chất là các đồng chí nhanh chóng xuống vị trí dưới hào, chuyển toàn bộ cây đổ ra ngoài. Ở đâu hả anh? Đâu bây giờ? Nhanh chóng lấy cuốc xẻng không chỉ đào bới cái phía trước ra.
trên miệng kia cửa hầm ra. Nào với phía trước đã. Đây, phía trước đây. Chị ơi, vận chuyển ra đây. Dâm chuyển ra. Chị ơi, nhanh khẩn trương lên. Chuyển cả bao tải đất ra. Đây, hết xuống luôn, hết xuống luôn. Được, được, được. Bê hẳn bao tải đất ra ngoài. Các đồng chí, đưa đồng chí ra. Nâng lên, nâng lên. Nghĩ hả? Ô, bây giờ đi đâu? Hiếu, cho đặt lại nhân tại vị trí để cô đi kiểm tra. Hết rồi, hết rồi. Thu gom đồ đạc mọi người ơi, sao để quên đồ gì ở đây không? Trời ơi. Nãy ra nặng nặng, nó ra cầm á. Cái này đúng không? Ủa? Nãy cái đấy cái này đúng không? Đây, cứng đầu nhọn, đập được hết. Ủa? Nãy cái đấy cái này đúng không? Hiếu, cho đặt nạn nhân tại vị trí để cô đi kiểm tra. Ủa, ra đâu đứng?
lực lượng của đồng chí Hiếu về vị trí tập trung. Thắng. Đồng chí gióng hàng phía sau. Thôi. Đồng chí ổn định. Vừa rồi chúng ta đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu sập và cứu được một số nạn nhân trong cái quá trình tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ. Ở các cái vị trí thì nạn nhân đã được đưa ra vị trí quân y sơ cấp cứu. Đồng chí quân y. Được. Đồng chí vừa nghe đồng chí quân y báo cáo rồi đúng không? Nghĩa là nhiệm vụ này của chúng ta chưa hoàn thành. Và nói cách khác là không hoàn thành. Hai nạn nhân không còn chỉ số sinh tồn. Tôi muốn hỏi đồng chí Ngọc, sau khi thực hiện nhiệm vụ vừa rồi thì đồng chí có cảm xúc như thế nào? Đồng chí, cảm xúc của tôi bây giờ là tôi thật sự tiếc. Vì có thể là do bản thân tôi lần đầu tiên gặp trường hợp này nên tác phong không được nhanh nhẹn. Và mọi người chưa có một hành động chưa được nhất quán với nhau. Nên xảy ra các nạn nhân nguy kịch. Đồng chí đã cố gắng hết sức chưa? Báo cáo tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mà bởi vì mọi thứ còn rối rắm. Đồng chí Phương Anh. Dạ. Đồng chí thực hiện xong nhiệm vụ và nhiệm vụ của các đồng chí chúng ta chưa hoàn thành. Đồng chí có cảm xúc như nào? Báo cáo đồng chí, tôi thấy rất là tiếc khi tất cả mọi người dường như đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa có thể nào mà hoàn thành tốt 100%. Tôi muốn nghe ý kiến đồng chí Huyền Ân trên cương vị tiểu đội trưởng. Dạ vâng. Chúng tôi thật lòng cảm thấy xấu hổ vì chúng tôi chưa thực sự có năng lực trong việc này. Chúng tôi không biết phải làm gì ngoài việc chỉ góp sức mình, không có những quy cách, không có những phương hướng để phát triển cứu người một cách tốt nhất. Các đồng chí đã cố gắng hết sức chưa? Dạ vâng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mặc dù không biết nên như thế nào là cách làm tốt nhất, nhưng chúng tôi vẫn dốc sức để làm. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí quân y. Có. Hai nạn nhân không còn chỉ số sinh tồn ở khu vực hầm nào? Báo cáo đồng chí bộ trưởng, hai nạn nhân không còn chỉ số sinh tồn hiện ở hầm bên tay phải của tôi. Những đồng chí nào vừa rồi cứu nạn ở khu vực hầm bên phải, các đồng chí bước lên phía trước hai bước. Bước. Trái quay. Mời các đồng chí ra quan sát nạn nhân khi chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ. Thứ bước. Thank you.
Các đồng chí quan sát kỹ chưa? Sau quay về hàng. Thưa toàn thể các đồng chí, vừa rồi đối với cái nhiệm vụ của các đồng chí cũng nắm được rồi. Chúng ta tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ là chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ bộ phận nào, bởi vì tất cả các bộ phận chúng ta đều cố gắng rồi. Tuy nhiên là có những cái lý do khác nhau trong cái quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Có thể là phương pháp, có thể là sức khỏe, có thể là các đồng chí chưa trải qua, chưa trải nghiệm. Nếu chúng ta cơ động sớm hơn một chút, nhanh hơn một chút nữa và vào vị trí các đồng chí quyết tâm cố gắng hơn một chút nữa thì sẽ không có hậu quả như vậy. Tôi muốn hỏi đồng chí My, vừa rồi đồng chí thực hiện nhiệm vụ ở bên bộ phận bên đấy chưa thành công và đồng chí trực tiếp ra quan sát, thì đồng chí cảm nhận như thế nào? Ba các đồng chí, tôi cảm thấy rất là hổ thẹn khi mà đội của chúng tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ để cho xảy ra một cái trường hợp đáng tiếc như vậy. Nếu như có tình huống tiếp theo hoặc nhiệm vụ tiếp theo, các đồng chí liệu có làm tốt hơn không ạ? Tôi nghĩ là sẽ làm tốt hơn. Các đồng chí quyết tâm làm tốt hơn chứ? Có. Đồng chí Cương ạ, đồng chí cảm nhận sao? Tôi cũng giống như các đồng chí ở đây đều đã cố gắng hết sức và chúng tôi cũng cảm thấy rất tiếc vì đã không làm tốt nhiệm vụ lần này. Đồng chí cảm thấy tiếc, tiếc có giải quyết được hậu quả không? Không ạ, vậy nên là tôi chỉ có cách là phải cố gắng hơn để có thể làm tốt hơn ở những lần sau. Đối với cả nhiệm vụ của các đồng chí ở bên hầm bên phải, dù rằng các đồng chí cũng đã hoàn thành tương đối tốt cái nhiệm vụ, tuy nhiên chúng ta là tập thể, đồng chí đồng đội của chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, đồng nghĩa với chúng ta cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Ngọc cho tôi biết, đồng chí cảm nhận như thế nào khi mà chúng ta cố gắng nhưng mà chúng ta vẫn để lại hậu quả chưa tốt như vậy? Các đồng chí, tôi cảm thấy đôi khi cố gắng hết sức không phải là đem đến kết quả tốt nhất. Chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ và cũng như hành động một cách có khoa học và có kỹ cương. Nếu gặp tình huống tiếp theo như vậy, đồng chí có cách nào xử lý tốt hơn không? Tôi nghĩ chúng ta nên nghe theo lời của một đội trưởng. Có thể chỉ có thể phân công công việc người nào nên làm việc gì, người nào nên làm việc gì để không bị dồn hết công sức vào một công việc nhưng hiệu quả nó không bằng việc chia nhau ra làm ạ. Cảm ơn đồng chí. Tôi muốn hỏi đồng chí Quân, chiến sĩ cũ ạ. Đồng chí đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ ở đơn vị rồi đúng không ạ? Có những nhiệm vụ còn khó khăn hơn rất nhiều. Mà ngày hôm nay chúng ta tổ chức thực hiện nhiệm vụ cùng với cả các đồng chí chiến sĩ mới. Đồng chí có rút ra được bài học kinh nghiệm gì khi chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ? Không, chị đội trưởng. Đối với nội dung này, điểm rút ra một là chúng ta phải có sức khỏe, hai là phải biết hành động, nó gắn kết, biết hiệp đồng với nhau. Cái tình trạng khi chúng ta thực hiện các nội dung, mỗi đồng chí thực hiện một nội dung nhưng khi nội dung cần tập trung thì chúng ta lại không sử dụng đến, là nên gây ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng của nhiệm vụ, là không đạt kết quả tốt hết. Trong các cái thời gian tiếp theo mà thực hiện các cái nhiệm vụ tương tự như vậy, đồng chí có cái biện pháp nào để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa không? Báo cáo đồng chí, một là phải có ý chí quyết tâm cao, hai là phải rèn luyện tích cực học tập và cũng như là giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ba là đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, có ý chí sắt đá vươn lên thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ hết. Được. Thưa toàn thể các đồng chí, đây là một nội dung, một nhiệm vụ mà chúng ta phải tổ chức thực hiện, thậm chí là thường xuyên trong những mùa mưa bão. Ngoài ra còn những nhiệm vụ khác, ví dụ như chữa cháy rừng, cứu đuối, rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm và quan trọng hơn nữa. Đối với các cái nội dung rèn luyện của người chiến sĩ đặc công, tất cả chúng ta ở nhiệm vụ khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải cố gắng hoàn thành và hoàn thành tốt. Ngày hôm nay cũng là một bài học để các đồng chí rút ra, lấy kinh nghiệm trong cái quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Từ khi các đồng chí nhận lệnh đến khi thực hiện nhiệm vụ và thực hiện xong nhiệm vụ, có một vài đồng chí các đồng chí đã cố gắng, có một vài đồng chí các đồng chí chưa thật sự cố gắng, và cũng có một vài đồng chí là các đồng chí chưa gắn mình vào điều kiện thực tế. Các đồng chí, tất cả những cái nội dung mà chúng ta muốn gắn các đồng chí vào huấn luyện, tổ chức luyện tập, các đồng chí phải gắn trực tiếp vào đấy là đồng chí đồng đội của chúng ta. Nên do vậy mà tất cả những cái nội dung công việc tiếp theo, tôi đề nghị các đồng chí, một là các đồng chí phải đoàn kết, hai là có tổ chức, có phương pháp, thứ ba là các đồng chí phải cố gắng bằng hết khả năng của mình, tránh trường hợp đồng chí đồng đội của chúng ta đã cố gắng nhưng chúng ta lại thờ ơ hoặc chúng ta chưa cố gắng hết sức mình.
Đây là nhiệm vụ chung của toàn mũi, chứ không riêng gì của cá nhân bộ phận nào cả. Đặc biệt những đồng chí mà các đồng chí đã thực hiện chưa tốt thì các đồng chí lấy đấy là bài học để rút kinh nghiệm, để cố gắng hơn. Có thể ngày hôm nay các đồng chí chưa hoàn thiện được bản thân, chưa nắm được tổ chức phương pháp, chưa nắm được cách để chúng ta xử trí những cái tình huống, thì trong cái thời gian tiếp theo thì sẽ được tổ chức huấn luyện và rèn luyện các đồng chí như vậy. Tôi mong muốn rằng tất cả những cái nội dung nhiệm vụ khác, khi chúng ta đã khoác trên mình bộ quần áo của người chiến sĩ đặc công, là chúng ta phải hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có bất cứ nhiệm vụ nào mà chúng ta tổ chức thực hiện không tốt hoặc thất bại nữa. Hai đồng chí lạn nhân, ra vị trí. Đồng chí đứng. Báo cáo các đồng chí, đây là một nội dung để chúng ta tổ chức huấn luyện. Tuy nhiên các đồng chí quan sát, rất vất vả. Không có nhiệm vụ gì là không vất vả. Đây là một nội dung diễn tập, luyện tập và tổ chức giao nhiệm vụ cho các đồng chí. Do vậy mà các đồng chí, tất cả những cái nội dung khác như tôi đã nói là các đồng chí cần phải cố gắng và quyết tâm hơn nữa trong bất cứ điều kiện thời tiết nào. Thời tiết ngày hôm nay có thể nó mưa, ngày hôm khác có thể nó nắng và thậm chí là bão bùng, chúng ta vẫn phải thực hiện nhiệm vụ và các nhiệm vụ khác tương tự. Tất cả các cái nội dung đối với cả chúng ta tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ này sẽ dừng lại ở đây. Toàn bộ các cái vật chất các đồng chí mang theo đi cứu hộ, cứu nạn, đồng chí Quân cử một đồng chí ở lại kiểm tra toàn bộ cái vật chất, sau đó chúng ta cơ động về vị trí. Thưa toàn thể các đồng chí, buổi chiều ngày hôm nay chúng ta có nội dung huấn luyện dùng lượng lổ đánh phá các loại mục tiêu. Trước khi vào nội dung buổi học, các đồng chí quan sát khu vực phía trước. Tình huống đưa ra tại vị trí các đồng chí quan sát phía trước cách 5m là khu vực lô cốt. Trong khu vực lô cốt có 2 đến 3 tên địch đang hoạt động, quan sát ra các hướng hết tình huống. Bây giờ bằng khả năng hiểu biết của các đồng chí đã được quan sát, theo dõi ở trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng sự hiểu biết của cá nhân được trang bị như các đồng chí đang mang trên người, làm thế nào để tiêu diệt được lực lượng địch ở trong khu vực lô cốt, lấy tinh thần xung phong. Mời các đồng chí. Mời đồng chí Tiên. Bây giờ tôi sẽ làm theo đồng chí báo cáo và đồng chí trả lời. Báo cáo đồng chí, bây giờ tôi sẽ thực hiện theo những gì mà tôi biết và học quân sự ở đại học. Đồng chí có thể nói bằng lời. Dạ. Tôi sẽ đi thấp trường bò hay như thế nào đó để tới được cái chỗ khuất đó, leo lên trên, áp sát vào tường, sau đó lấy bơm quăng, ý là áp sát xong rồi quăng như thế này. Quăng như trong để không phải quăng từ trước mà quăng sát trường sát là tường như này. Sau đó đồng chí làm gì tiếp theo? Sau khi bơm nổ ở lộ, sau khi khói bắt đầu lên, tôi sẽ quân địch không nhìn thấy được nữa, thì tôi sẽ bắt đầu dùng súng quay vô cái ô quan sát và nhắm bắn. Mời đồng chí ra thực hiện động tác. Trong hàng các đồng chí quan sát, đồng chí Điên xử trí tình huống. Tôi giờ chỉ mô phỏng thôi đúng không ạ? Xong tôi lấy bơm và đồng chí lấy thực tế luôn ở. Lấy thực tế luôn ạ. Dạ. Băng. Dạ, đó là đồng chí xử trí xong chưa? Xong rồi. Mời đồng chí về hàng. Mệt quá.
Vừa rồi đồng chí, các đồng chí quan sát đồng chí Tiên mạnh dạn xử trí tình huống. Đồng chí khác, đồng chí có cách xử trí nào khác? Thôi đồng chí, tôi sẽ đi theo đường hào ở đây. Và mình sẽ đi vòng ra bên phía bên này. Và mình sẽ ném vào cái lọ ở dưới. Mời đồng chí ra thực hiện. Trong game sao ông làm vậy hả? Mình cũng cũ hôm nay cử bàn rồi. Em cũng hay chơi game này nhưng mà em không có chơi PUBG. Em bắn ngầm bắn đâu. Bắt đầu thực hiện. Em và bò thế thì bao giờ tới ta? Đánh chậm mà phải chịu không? Chuẩn bị. Chuẩn bị xong quay. Này là địch đã bắn trúng rồi đó, đúng không? Mời đồng chí về hàng. Quá xuất sắc luôn. Vừa rồi trong hàng các đồng chí quan sát đồng chí Tiên và đồng chí Ngọc. Trước hết tôi muốn các đồng chí nhận xét về cách xử trí của hai đồng chí. Mời các đồng chí ạ. Mời đồng chí Huyền. Báo cáo đồng chí, vì tôi chưa hề có bất kỳ kinh nghiệm cũng như là không biết cách phải xử lý tình huống sao cho chuẩn nhất, nên tôi sẽ đồng ý với phương án của đồng chí Ngọc. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí ân cho tôi biết. Đồng chí quan sát hai đồng chí thực hiện như vậy thì đồng chí thấy như nào? Dạ, tôi thấy cả hai phương án đều có thể bị địch phát hiện. Tôi vừa chợt nghĩ ra một phương án thứ ba. Đồng chí trả lời. Chúng ta sẽ đi trực thăng và đá xuống cái đầu đó. Đáp xuống cái đầu đó và quăng lên như vậy. Đi trực thăng như vậy liệu có bảo đảm được yếu tố bí mật không? Dạ không, ồn quá, bỏ ạ. Theo tôi thì hai đồng chí vừa rồi thực hiện quá dễ bị địch phát hiện. Nếu là tôi thì tôi nghĩ rằng khi thực hiện nhiệm vụ tôi sẽ không phải thực hiện một mình. Cùng với một đồng đội của tôi sẽ đánh lừa địch trước, ném bom khói vào để cho địch bị mù khói. Sau đó tôi mới tấn công địch. Cảm ơn đồng chí Cương. Tôi muốn đồng chí Cương chọn một đồng chí ở trong các đồng chí chiến sĩ mới ở đây cùng thực hiện cái phương án của đồng chí vừa đưa ra. Có đồng chí nào xung phong thực hiện cùng tôi không ạ? Đồng chí muốn đồng chí nào ạ? Tôi cần một đồng chí nhanh nhẹn. Tôi nhanh nhưng tôi chưa cầm súng bao giờ. Tôi từ trên đồng chí. Theo tôi thấy đồng chí lúc nãy khá chậm chạp nên tôi xin được phép lựa chọn một đồng chí khác. Đồng chí có thể chọn bất cứ đồng chí nào. Tôi chọn đồng chí Phương Anh Đào. Đồng chí qua góc bên kia được không ạ? Hai đồng chí chú ý, bắt đầu tập. Chị ơi, hãy giữ chú ý đi. Rồi chứ đồng chí Cương ơi. Được rồi đồng chí. Ok. Băng băng. Bắn thêm đi đồng chí. Băng băng. Băng băng. Băng băng. Chết rồi, kèo không nổi rồi. Băng băng. Bum 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 bum. Hoàn thành nhiệm vụ. Băng băng. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi đồng chí ơi.
Vừa rồi qua hai đồng chí xử lý cá nhân và một đồng chí là đưa ra phương án xử lý nhóm. Đồng chí Tuyên cho ý kiến. Báo cáo đồng chí môi trưởng, tôi có một số điểm nhận xét sau. Thứ nhất là về đồng chí Tiên sử dụng cái ý tưởng vận động theo hướng góc tự giác như vậy thì phù hợp. Tuy nhiên thì tư thế động tác còn cao, động tác còn vụng về. Đối với đồng chí Ngọc, xử trí tình huống là vận động dọc đường hào, quá trình ném pháo tay, vị trí cửa ra vào của lô cốt thì địch có thể từ trong lô cốt nổ súng làm ta bị thương. Đối với xử trí nhóm của hai đồng chí, đồng chí Nghi Binh phải bắn Nghi Binh về hướng của lô cốt và đồng chí tiếp cận mục tiêu thì phải tiếp cận theo một hướng khác. Hết. Cảm ơn đồng chí Tuyên. Sau đây các đồng chí trong hàng, các đồng chí quan sát tôi thực hiện động tác. Bắt đầu tập. Tôi đập. Không kìm mới xử lý là la la rồi á. Giữ chút tinh thần nhưng mà vẫn không ấy được. Để tôi lạnh hơn cái đó có thể chết đó. Ta vào nội dung của buổi học, làm chậm và phân tích. Làm chuẩn bị. Quá trình làm là quá trình các đồng chí quan sát vào khu vực mục tiêu. Tiến. Quá trình tiếp cận mục tiêu khi cách từ 3 đến 5 mét thực hiện động tác kiểm tra mục tiêu. Biết. Tay phải lấy lượng lổ ra, trao cho tay trái. Tay trái nắm lượng lổ, tay phải tiến hành kiểm tra cửa lỗ bắn. Sau khi kiểm tra xong, tay phải về nắm lượng lổ, lòng bàn tay úp, động tác điểm hỏa. Dùng lực của tay phải giật lượng lổ ra thẳng chính giữa cửa lỗ bắn. Phép. Người nhanh chóng nhổm dậy lấp sau cạnh vát của cửa lỗ bắn để bảo đảm an toàn. Báo tay lổ, uỳnh, nhanh chóng phát triển chiến đấu. Mẫu, thôi tập. Về vị trí. Vừa rồi các đồng chí đã quan sát đồng chí Mẫu thực hiện động tác dùng pháo tay đánh vào cửa lỗ bắn thông thường. Tuy nhiên là không sử dụng bằng pháo tay thật mà tượng trưng bằng tiếng pháo tay khi điểm hỏa và khi pháo tay lổ. Đối với nội dung điểm hỏa thì các đồng chí hô bép. Tôi nhắc lại, điểm hỏa bếp bếp. Các đồng chí chưa thực hiện. Khi pháo tay lổ thì các đồng chí thực hiện hô uỳnh, pháo tay lổ uỳnh. Khi phát triển chiến đấu đối với tiếng súng tiểu liên AK thì các đồng chí sử dụng khẩu lệnh tăng 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 tăng. Đối với nội dung vừa rồi các đồng chí quan sát, đồng chí nào mạnh dạn đồng chí xưng phong thực hiện lại.
sóng hàng các ông chí nghe để chúng ta tổ chức thực hiện. Điểm ạ. Bếp. Các ông chí không trả lời. Đồng chí nhắc lại. Điểm ạ. Bếp. Chưa được. Điểm ạ. Bếp. Pháo tay lổ. Ừ. Pháo tay lổ. Ừ. Đồng chí mở rộng khẩu hình miệng, nói dứt khoát hơn nữa. Pháo tay lổ. Ừ. Tôi muốn kiểm tra tất cả các đồng chí ở nội dung này, từ đồng chí Cương đến các đồng chí tiếp theo trong hàng. Các đồng chí quan sát. Đồng chí Cương. Điểm ạ. Bếp. Chưa được. Điểm ạ. Bếp. To hơn nữa, mở rộng khẩu hình miệng ra. Điểm ạ. Bếp. Pháo tay lổ. Uỳnh. Pháo tay lổ. Uỳnh. Được. Chí Huyền. Điểm ạ. Bếp. To hơn nữa. Điểm ạ. Bếp. Pháo tay lổ. Uỳnh. Đồng chí bình tĩnh, đồng chí kia dứt khẩu lệnh của tôi. Đồng chí nói mạnh dạn, dứt khoát. Pháo tay lổ. Uỳnh. Tiếng súng tiểu liên bắn. Tăng tăng, tăng tăng. Tiếp tục, đồng chí Ân. Điểm ạ. Bếp. Pháo tay lổ. Uỳnh. Tiếng súng tiểu liên. Tăng tăng, tăng tăng. Nhắc lại tiếng súng tiểu liên. Các ông chí nói dứt khoát hai từ liên tục. Đồng chí thực hiện lại theo khẩu lệnh. Điểm hóa. Bếp. Pháo tay lổ. Uỳnh. Tiếng súng tiểu liên. Tăng tăng tăng. Chỉ nghiêm túc. Đây là nội dung huấn luyện rất dễ gây mất an toàn. Tôi cho đồng chí 10 giây để đồng chí bình tĩnh lại. Mời đồng chí. Điểm hóa. Bếp. Chưa được. Điểm hóa. Bếp. Pháo tay lổ. Uỳnh. Pháo tay lổ. Uỳnh. Tiếng súng tiểu liên. Tăng tăng, tăng tăng. Đồng chí nói dứt khoát. Tăng tăng, tăng tăng. Tăng tăng, tăng tăng. Đồng chí Ân thực hiện lại. Điểm hóa. Bếp. Tiếng súng tiểu liên. Uỳnh. Đồng chí nghe rõ khẩu lệnh. Ủa? Dạ, xin lỗi. Tiếng súng tiểu liên. Tăng tăng, tăng tăng. Pháo tay lổ. Uỳnh. Pháo tay lổ. Uỳnh. Chị My. Pháo tay lổ. Uỳnh. Đồng chí tập trung. Tôi có thể hỏi bất kỳ tiếng pháo tay hoặc điểm hỏa hoặc khi chúng ta bắn súng tiểu liên. Điểm hỏa. Uỳnh. Tại sao điểm hỏa lại Uỳnh? Xin lỗi đồng chí, tôi làm lại. Đồng chí tập trung. Điểm hỏa. Bếp. Pháo tay lổ. Uỳnh. To nữa. Pháo tay lổ. Uỳnh. Lửa. Uỳnh. Tiếng súng tiểu liên. Tăng tăng, tăng tăng. Đồng chí Ngọc. Điểm hỏa. Bếp. Tiếng súng tiểu liên. Tăng tăng, tăng tăng. Nói dứt khoát hơn nữa. Tiếng súng tiểu liên. Tăng tăng, tăng tăng. Đồng chí. Điểm hỏa. Bếp. Pháo tay lổ. Uỳnh. Tiếng súng tiểu liên. Tăng tăng, tăng tăng. Qua kiểm tra thì cơ bản các đồng chí lắm được cái khẩu lệnh cũng như cái động tác mà chúng ta phải thực hiện bằng khẩu hình miệng trong cái quá trình chúng ta tổ chức luyện tập. Để làm cơ sở các đồng chí tổ chức thực hiện tốt các động tác, tôi phổ biến kế hoạch luyện tập. Tiểu đội 1 gồm 4 đồng chí, từ đồng chí My đến đồng chí Cương do đồng chí Quân trực tiếp phụ trách. Lực lượng còn lại do đồng chí Tuyên phụ trách. Cuối buổi học sẽ có hội thao đánh giá kết quả. Sau đây, dưới quyền chỉ huy các đồng chí phụ trách đưa bộ phận của mình về vị trí, bước vào luyện tập được ngay. Bắt đầu. Thôi tập. Chị Ân cho tôi biết, em chỉ vừa rồi thực hiện động tác thể dục thế nào.
Báo cáo đồng chí, hai đồng chí vừa rồi thực hiện nội dung động tác đầy đủ hoàn chỉnh. Điểm yếu là gì ạ? Dạ thưa không có ạ. Không có điểm yếu. Dạ. Đội đồng chí liệu có làm tốt hơn không?